thấy có một cái miếu, ở trong đó thì có hai người mà người ta cũng hiện ra cho em thấy luôn. Cái xong tự nhiên người ta dẫn em đi đâu á, lạ lắm. Yeah. Mà nói thiệt là cái đó người ta dẫn em đi đâu không phải chỗ nào, không biết chỗ nào luôn. Cái xong người ta cứ xúi em đi hoài luôn, không biết đi đâu nữa. Đánh răng rửa mặt xong chưa? Chưa, anh vừa mới dậy. Vừa mới ngủ dậy luôn hả? À. Trời, em nhắn tin anh cái là anh chạy qua đây luôn á. Nè, có mua bún luôn nè. Vậy có mua bún anh em ăn. À, em cảm ơn. Đây, vô ngồi ăn. Dạ, chào quý anh chị cô bác nha. Thì ngày hôm nay ngày mùng 3 Tết quý anh chị cô bác ơi. Sáng sớm là bé Tấn Anh, người ông Dương rồi đã nhắn tin cho em, cho nên là em tranh thủ tức tắc em chạy qua đây liền luôn á quý anh chị cô bác. Rồi mình ăn sáng đi. Mấy giờ? Ăn sáng đi, ngủ dữ vậy em? 8 giờ 18 luôn rồi, tối ngủ ngon không? Tối ngủ ngon. Ngủ ngon à? Ngủ ngon mà sao nói mơ? Hôm qua thì thôi ngồi ăn đi, khoan em ngồi em ăn đi. Ngồi ăn đi rồi hẳn kể. Ngồi ăn đi, cứ ăn đi, ăn sáng đi. Hả? Em chưa đánh răng nữa hả? Rồi quý anh chị cô bác ơi, đợi Tuấn Anh đánh răng cái nha quý anh chị cô bác, rồi bạn ấy sẽ kể cho mình nghe đó. Thì mà bạn ấy tối bạn ấy mơ cái gì á, rồi mới nhắn tin cho Vũ Định Vlog, cho nên là mình tức tắc mình chạy qua đây luôn, sáng mùng ba Tết luôn á mọi người. Ăn chưa hả? Anh ăn chưa nè? Anh mua nhưng mà hai đứa cùng ăn nè, em ăn đi. Đây mở ra đi, mua bữa nay Vũ Định Vlog mua hộp bún tép cho bé Tuấn Anh nha mọi người ơi. Đó, ngon không? Rau đâu chạy? Rau ở dưới á, có rau nữa. Hộp là bún này chỉ có 20 ngàn thôi. Đâu cái chuyện gì mà sáng nhắn tin anh kêu anh qua gấp vậy? Mơ thấy cái gì mà ghê gớm vậy? Kể cho mọi người nghe đi em. Thì hôm qua em mơ thấy là cái chỗ mà cái dốc cầu á, anh biết không? Dốc cầu nào? Cái dốc cầu hôm qua anh em mình có gặp á. À, cái dốc cầu hôm qua em dẫn lại cái chỗ mà em bảo là kiếp trước của em gặp tai nạn ở đó đó hả? Vâng. Thì em mơ sao thì em lại quay về đó. Là em thấy có một cái miếu, ở trong đó thì có hai người mà người ta cũng hiện ra cho em thấy luôn. Cái xong tự nhiên người ta dẫn em đi đâu á, lạ lắm. Ghê. Hôm qua anh nói thiệt là cái đó người ta dẫn em đi đâu không phải chỗ nào, không biết chỗ nào luôn. Cái xong người ta cứ xúi em đi hoài luôn, không biết đi đâu nữa. Rồi cái xong em không đi, cái xong người ta cứ kéo em. Em cứ giãy dụ hoài mà không được. Nhưng em thấy xạo quá, cái xong em giật mình, em tỉnh dậy luôn. Ôi ghê vậy. Nhưng mà sáng đó, tay em vẫn có lằn nha. Có lằn hả? Vâng. Có lằn người kéo? Vâng, hai tay hai lằn. Ôi em ăn đi. À. Ăn đi. Rồi quý anh chị cô bác ơi, ngày hôm qua thì bọn em có làm cái clip là về ngay cái chỗ mà của bạn Tấn Anh á, quý anh chị cô bác, chỗ mà kiếp trước bạn ấy xảy ra tai nạn á, để thăm. Thì tự nhiên cái tối bạn ấy về, bạn ấy lại ngủ và mơ thấy là cái chỗ đó có cái miễu đúng không? Vâng. Và có hai người. Vâng. Và kêu em đi đâu? Vâng. Đúng không? Họ kéo em đi ra, kiểu như cái thời đó là cái thời mà dân còn ít đấy anh. Là có như em mơ thời xưa đúng không? Vâng. Hồi đó là ở đó dân thưa thớt lắm. Là kiểu như ở đó là rừng luôn rồi đó. Ờ. Vâng. Thì người ta kéo em đi, em không chịu, cái xong hồi em dãy dụ cái em giật mình dậy luôn. Dạ, vậy cái đó người ta gọi là hiện tượng móng đè. Nhưng mà tự nhiên cái em mơ tới ngay cái chỗ mà em xảy ra tai nạn vậy thì nó cũng hơi tâm linh nha. Yeah. Tự nhiên cái đi cái tự nhiên tối về mơ luôn. Bởi vậy em nói với anh là em không có muốn quay lại chỗ đó. Vì kiếp trước em chết ở đó rồi. À. Kiểu như kiếp này cái hồn em vẫn còn ở đó đó. Người ta thấy, người ta kiểu như người ta kêu em đi á, nhưng mà không được. À, chà, nghe mà sáng sớm nghe câu chuyện này mà nổi da gà luôn quý anh chị cô bác. Hôm qua đi thăm lại cái chỗ đó thì ngày hôm nay bé Tuấn Anh lại mơ thấy.
thì không biết là bây giờ là nên làm gì đó quý anh chị cô bác à? Mình có lên lại đó mình cúng kiến hay là mình làm cái gì không? Thì anh chị cô bác nào mà có biết về cái vấn đề tâm linh như thế này thì anh chị cô bác comment xuống dưới để cho anh em mình biết nhé. Ngon em. Đầu tiên em ở đây mà em ăn được cái bún này luôn á, đó giờ em không có ăn. Đó giờ không ăn bún này luôn hả? Ừ. Sao vậy? Mẹ nhà em không ai mua cho em ăn hả? Mẹ em toàn mua hủ tiếu cho ăn không à. Hủ tiếu không hả? Ừ. Chưa bao giờ ăn bún này. Ừ. Kỳ vậy. Thì bữa nay ăn cảm thấy ngon đúng không? Ừ, nó lạ miệng. Ừ. Rồi mùng 3 Tết hai anh em mình ăn bún nha quý anh chị cô bác ơi. Đó, đây là hộp bún em mua, chỉ có 20.000 thôi quý anh chị à. Đó, thì chúc mọi người mùng 3 năm mới vui vẻ, phát tài phát lộc nha. Thôi bây giờ hai anh em mình ăn bún nha. Cảm ơn cô bác đã xem clip và đừng quên bấm theo dõi, bấm đăng ký kênh để đón xem những clip mới nhất của hai anh em mình nha. Bye bye mọi người.